Chào nị, đối với người Thái, nghệ thuật sử dụng lá chuối đã được phát triển từ xa xưa và trở thành một phần văn hóa của họ. Ngoài việc dùng lá chuối để làm những khay đồ cúng trong các lễ hội tôn giáo, họ còn sử dụng loại lá này để làm những hộp đựng thức ăn. Phong tục này bắt đầu từ rất lâu đời trong nhà bếp hoàng gia, nơi những người đầu bếp dùng lá chuối để chế tạo những hộp đựng thức ăn tuyệt đẹp dâng lên quốc vương và hoàng hậu. Thì đây là một khay cơm truyền thống của Thái Lan, bao gồm cơm, súp nhẹ, súp cay, món xào, món chiên, nước chấm, món rau ăn kèm và món tráng miệng. Lá chuối thường sẽ được dùng làm đồ đựng cho từng món trong khay cơm này. Nhằm một là để món ăn có mùi thơm hấp dẫn hơn, và hai là để bảo quản món ăn ở các nhiệt độ khác nhau trong quá trình chế biến và vận chuyển. Có nhiều kiểu gói khác nhau tùy thuộc vào hình thức, kết cấu hoặc mùi thơm của thức ăn. Chẳng hạn có loại gói ngắn và gói cao, gói hở mặt hay là những dạng gói độc đáo được thiết kế riêng. Mỗi món sẽ có một dạng gói khác nhau để người ăn có thể dễ dàng phân biệt món đó trong khay. Ví dụ như trong hình đây là kiểu gói cao, được thực hiện bằng cách gấp lá chuối lại với nhau. Dạng này thường được dùng với những thực phẩm hấp để thức ăn bên trong không bị tràn khi nấu chín. Một dạng khác là những hộp đựng thức ăn bằng lá chuối khô. Lá chuối sau khi được làm sạch sẽ được mang ra phơi nắng rồi sau đó cố định lại bằng những que lá dừa khô. Thì những hộp nhỏ này thường được dùng cho các món mặn và món tráng miệng. Đối với những hình thức phức tạp hơn thì sẽ có nhiều hình dạng và hoa văn khác nhau được ghép lại với nhau. Chẳng hạn như lép crut, hình móng vuốt của chim ưng, clép faca, hình cánh hoa hay fissure là hình bướm. Ví dụ như đây là mẫu clép crut, là móng vuốt đó, được tạo ra bằng cách khâu những mảnh lá nhỏ được xếp trông giống như những chiếc móng vuốt lại với nhau trên khay đựng thức ăn, tạo thành một thiết kế rất tinh xảo. Có những mẫu khác cũng có thể được sử dụng, ví dụ như cái hộp đựng có nắp này, hoặc một dạng như là cái lồng bàn của mình được làm bằng lá chuối. Những mẫu này đa phần được khâu lại từ nhiều mẫu họa tiết lá chuối nhỏ. Thì những thiết kế rất đẹp mắt và thân thiện với môi trường, và trên hết là nó gắn liền với văn hóa Thái Lan như một biểu tượng cho sự tỉ mỉ và khéo léo của dân tộc này. Bên dưới sẽ là một video hướng dẫn làm một chiếc hộp bằng lá chuối do các thầy cô người Thái hướng dẫn. Mình có thể thử làm nếu rảnh nha. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.